Tại Hà Nội, Cục An toàn Kỹ thuật và Môi trường Công nghiệp Bộ Công Thương cùng với tạp chí Kinh tế và Dự báo đã tổ chức hội nghị An toàn gas và phòng chống cháy nổ. Đến tham dự hội nghị có gần 300 đại biểu đại diện cho các cơ quan của Chính phủ, Bộ Công Thương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các sở ngành địa phương và các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất khí đốt có các thiết bị sử dụng khí đốt. Gas là ngành hàng có tốc độ tăng trưởng nhanh chóng tại Việt Nam. Nếu như năm 1995 sản lượng tiêu thụ là 55.000 tấn, thì đến năm 2014 đã tăng lên hơn 1,3 triệu tấn. Hiện nay, vấn đề đảm bảo an toàn trong lĩnh vực gas là nhiệm vụ cấp bách đối với toàn xã hội. Vì vậy, hội nghị đã tập trung phản ánh về thực trạng sản xuất kinh doanh khí LPG, CNG tại Việt Nam, nguyên nhân xảy ra cháy nổ khí gas và hậu quả của nó mang lại, những khó khăn bất cập về thực hiện các quy định đảm bảo an toàn và phòng chống cháy nổ trong sử dụng sản xuất kinh doanh khí gas, từ đó có đề xuất, kiến nghị nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước và thực hiện các giải pháp đảm bảo về an toàn gas. Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công Thương Cao Quốc Hưng cho biết, thời gian tới, Bộ Công Thương sẽ tăng cường công tác xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong lĩnh vực gas, tăng cường năng lực cán bộ quản lý an toàn gas về hướng dẫn chỉ đạo, kiểm tra về an toàn phòng chống cháy nổ, tăng cường trao đổi học hỏi kinh nghiệm, hợp tác quốc tế và phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực an toàn gas.